Cả nhà ơi, hôm nay Mùi Trái Cây xin chia sẻ với cả nhà cách nấu món ốc núi ngon nhất nha. Cái con ốc núi này nè, là cái món ăn rất là hiếm và ngon nha. Ở trên Hòa Bình á, bây giờ người ta nuôi á, rất là nhiều nha. Là cái món ăn đặc sản của quê hương Ninh Bình đó cả nhà. Nó ăn lá cây thuốc Ốc đó, núi nè. rất là sạch nha. Nó bò ở trên núi nè, trời mưa nó mới bò ra nha. Hôm nay á, hai chị em nè đi bắt một lúc là được một rổ rồi đó, là được một bữa đó. Đi Hai một chị em xíu bắt được thôi là một bắt bữa được ốc một rồi. bữa ăn rồi đây nè cả nhà. Trời mưa như thế này nè là nó bò ra nha. Nhà Mùi thì ở cái mán núi nè, cho nên là chỉ cần đi ra sau nhà và Với lại bắt có một con lúc ao thôi là được một bữa ốc ha. Đó, những con ốc này rất là to, này. ngon nha. Là sạch ha. Rồi mình về á, mình lấy cái nước vo gạo á. Mình vo gạo xong rồi mình lấy cái nước đó, mình ngâm ốc ha, cho nó nhả hết ra, nó sạch ha. Rồi tiếp theo á, là mình lấy cái cây sả này, đập dập này, đổ một ít nước vào nấu lên ha, cho cái nước sả nó phai ra đó. Rồi sau đó mình mới cho ốc vào ha. Rồi thêm mấy cái lá chanh nè. Rồi cũng có thể là cho thêm một ít cơm mẻ nha. Vào thì nó sẽ rất là ngon. Đun sôi độ khoảng vài phút thôi là chín nha. Như vậy là đã lấy ra ăn được rồi đó cả nhà. Mình có thể là mình ăn Cái chấm này với mình nấu nước khi mắm được không ớt, thì cái gì hoặc là mình nấu hôm khi nay á Mùi không ăn chấm mắm ớt rồi mà rồi Mùi em nhắc cho ngoáy nghe. ra để nấu với rau muống nha. Nó rất là ngon đó cả nhà. Mình ướp vào một ít nước mắm nè, tiêu nè, rồi hạt nêm nè, phi hành cho thơm rồi xào lên nhé. Rồi xúc riêng ra, xào sơ thôi ha, không cần xào kỹ đâu, bởi vì ốc nó đã chín rồi nha. Tiếp theo á, là mình xào rau muống ha, rồi cho một ít nước vào nhé. Tiếp theo nêm một ít hạt nêm cho vừa ăn nhé, và nếm cho vừa ăn. Rồi tiếp theo mình sẽ cho mì tôm vào nhé. Mình muốn ăn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu nhé. Như vậy là đã hoàn tất được món ốc nấu rau muống mì tôm ngon hết sảy rồi đó cả nhà. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Múc ra tô rồi mình cho cái ốc lên trên nhé. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Tiếp theo mình sẽ cho một ít rau thơm vào nhé. Thật là hấp dẫn quá đi. Wow, cả nhà ơi, rất là ngon luôn. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Ăn với rau thơm xuất sắc luôn đấy cả nhà ơi. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn với gia đình Mùi Trái Cây nhé. Ngon không nè, món ốc ngon không nè, nó làm thêm mới không nhà hàng nấu cho đôi đũa vào đây. Bây giờ mày tớ mà ăn một tô này có mà chết à, chết ăn không, tô cô ăn này hết đấy, cô ăn hết cơm, ăn tô này có mà bẻ bụng. Cô ăn cơm mới được, cô ăn tô đấy. Qua chợ khách đi nó cũng mời ăn ốc, ốc muối chiên đậu. Ôi cái này mà giã thêm ít đậu cũng ngon đây này, nó phỏng không nhỉ? Chuối đậu cả. À chuối, nấu chuối đậu hả? Đúng rồi. Thế định ốc lúc này ấy... nấu chuối đậu ngon. Ôi thế định ra thế nào? Ừ, nấu mì tôm. Ôi, nào bất cứ nữa xong là cái nấu với cái cây chuối, củ chuối đây kìa, nhá. Củ chuối mổ không thích. Hoa à, cái cây chuối á. Cái quả chuối á, quả cây chuối chuối xanh á. Không, quả chuối xanh cũng ngon nha. Nó còn thêm cái thương nữa. Mà chuối xanh, đậu hũ, ba chỉ. Ôi, nhiều thứ quá, không thích đâu. Mà cả nhà chuối con, à cái gì cô chán được cái đấy ốc rồi núi, cô ốc núi với lại mì tôm với rau muống nha, tuyệt vời ngon nha cả nhà.
cô ở trong ấy thì chuyên chị ăn thịt thì gần có gì nó mà ăn. Tăng thích thịt, nhiều là tăng thích. Mình ở đây thì mai cô ăn cái món hẹ với cá rô. Cho đậm phẩm vào thì được. Nấu nấu chuối đậm được. Ăn canh hẹ với nước cung với lại cá rô ấy. Hẹ quá. Mình ở nhà quê thì chỉ có ăn của nhà quê thôi chứ ở đâu mà tiền ở đâu mà đi theo ở dưới đấy mà ăn. Ngày xưa nấu bún riêu á là chỉ có nấu riêu không, làm gì có cái chả lá lốt hay là có cái gì đúng không? Nấu cua không nghe? Rồi có lá lốt ăn nó vào. À, nhưng mà bây giờ thì làm chả lá lốt nhá, rồi làm mọc nhá, rồi làm đậu hũ cho vào. Cho nhớ ngày xưa nhà mình không có bè, ốc nó rẻ quá không bán được. Ngon cả nhà. Nhon bà bảo đến tối bà cứ hơi đậm đà, cắn mì là biết sao không? Tại nêm cả món nêm bát, nêm cả cả ấy nữa. Ăn với rau thơm ấy, cả cái gói nêm của cho thêm vào nữa là phải cho mấy cái muỗng xúc ốc vào đây chứ, xúc ốc ăn. Ôi trời ơi, ốc này rất sẵn luôn rồi, ngon nha. Hết sảy con bà bảy, hết sảy con bà bảy nha cả nhà. Mạnh bụng, nhưng ăn cho thơm vào, ăn cho thơm vào. Ngon quá cả nhà ơi. Cô ở đây cái gì cô cũng thèm ngon. Đặc sản Ninh Bình đấy. Trong không có. Đặc sản Ninh Bình ấy. Đó, nhiều rau thơm nó mới ngon. Cô ăn nhiều cái kinh giới này bà. Cô ơi, kiếm quả bưởi ngon ngon xem nào. Đó, gạo nhà con cũng mềm nhá. Gạo nhà yên ngon đấy. Mùi thích ăn gạo đó đấy. Đấy là cần trộn thêm cái gạo đồng trộn lên. Gạo hồng dưỡng không không đây đâu. Không, không chan. Không phải chan mà cho tí ốc. Ốc không. Ốc ngon lắm. Có cay không? Không. Cay của mình tốt. Cay ở đây. Cứ như nàng dâu mới về nhà chồng. Cay đâu không cay được. Một chút cay. Ngon xuất sắc luôn. Cả nhà yêu thương, nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi Trái Cây nhé. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ Mùi Trái Cây ạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.